Kết thúc tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Hôm ấy 11 môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất, vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay cộng đoàn chúng ta mừng lễ mầu nhiệm một Chúa ba ngôi. Gọi là mầu nhiệm bởi vì đây là điều vượt quá trí hiểu của loài người. Nhưng dẫu không hiểu thì mầu nhiệm một Chúa ba ngôi vẫn luôn luôn gần gũi và rất cụ thể trong đời Kitô hữu mỗi người chúng ta, thưa anh chị em. Gần gũi và cụ thể đến nỗi chúng ta làm mà chúng ta không ý thức, ấy là dấu thánh giá. Vâng, thưa anh chị em, dấu thánh giá là nội dung của đức tin, dấu thánh giá là lời nguyện tuyệt đẹp, và dấu thánh giá là quy luật sống của mỗi Kitô hữu chúng ta. Khi chúng ta làm dấu thánh giá, thưa anh chị em, chúng ta thấy có hai phần căn bản. Một là cử chỉ chúng ta làm dấu thánh giá nhắc nhớ cho chúng ta một biến cố trung tâm của lịch sử cứu độ, ấy là thập giá Chúa Giêsu Kitô. Và thứ hai là lời nguyện mà chúng ta đọc: nhân dân Cha và Con và Thánh Thần. Như vậy, một bên là mầu nhiệm một Chúa ba ngôi sâu thẳm ẩn giấu muôn đời, nhưng một bên lại là một lịch sử mà Thiên Chúa đã thực hiện nơi Đức Giêsu Kitô trong Chúa Thánh Thần để mặc khải cho chúng ta biết tình thương của Cha dành cho chúng ta. Biết được mầu nhiệm một Chúa ba ngôi thì như Chúa Giêsu đã nói, ai thấy Thầy là thấy Cha. Chỉ có Chúa Giêsu mới mặc khải cho chúng ta biết một cách từ từ về mầu nhiệm một Chúa ba ngôi. Thiên Chúa Cha đã tạo dựng nên chúng ta, yêu thương chúng ta, và Ngài không bỏ rơi chúng ta. Dẫu khi chúng ta phạm tội, Ngài đã sai Con một của Ngài đến thế gian này làm người, chết và sống lại để ban Thánh Thần, cứu chúng ta, ban Thánh Thần, và Thánh Thần hoạt động trong chúng ta mọi ngày cùng với Chúa Cha, để đưa chúng ta cùng với Chúa Giêsu, để đưa chúng ta về với Cha. Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta giống hình ảnh của Ngài, ban đầu là như vậy. Giống ở đây nghĩa là Thiên Chúa cho chúng ta được hiệp thông, được sống với chính Chúa. Nhưng từ ngày tội lỗi đã xen vào thế gian này thì sự hiệp thông với Thiên Chúa, sống với Thiên Chúa ở nơi chúng ta lại là cản trở, bị tách rời vì tội lỗi đã xen vào. Nhưng cho dẫu chúng ta là tội lỗi như vậy thì Thiên Chúa vẫn thương, thương mà sai Con của Ngài đến, yêu nhau trong sự chẳng nể, một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng. Giữa chúng ta với Thiên Chúa, thưa anh chị em, là một trời một vực đấy chứ. Giữa chúng ta với Thiên Chúa là có cả vàng chỗ bị lệch, cả trăm chỗ phải kê. Giữa chúng ta với Thiên Chúa
là khôn cùng của tội lỗi, của khốn cùng của tội lỗi và khôn cùng của thánh thiện. Nhưng vì yêu thương, Thiên Chúa đã chẳng nề vàn sự, đã cúi xuống để kê chúng ta lên cho bằng Ngài, để chúng ta được sống trong tư cách là con, sống sự sống của Thiên Chúa. Thành ra, thưa anh chị em, hôm nay Chúa Giêsu bảo rằng: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất, anh em hãy đi mà làm phép rửa cho muôn dân, ước mơ tất cả nhân loại này trở thành gia đình của Thiên Chúa. Đó là ước mơ của Đức Giêsu. Điều quan trọng là Chúa Giêsu truyền dạy mỗi người chúng ta làm con của Chúa, làm gia đình của Chúa, làm thành viên của gia đình Thiên Chúa rồi, thì bây giờ chúng ta có một sứ mạng dạy họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền dạy cho anh em. Đây là mến Chúa hết lòng, tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất đã yêu thương mà tạo dựng, đã yêu thương mà cứu chuộc, đã yêu thương mà thánh hóa chúng ta mỗi ngày sống. Và điều thứ hai đó là yêu thương anh chị em của mình, bởi vì mình chỉ có một cha mà thôi. Thành ra thưa anh chị em, hôm nay Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy lên đường. Khi chúng ta được hiệp thông trong sự sống của ba ngôi, chúng ta được làm con của Chúa, bởi vì Thánh Thần đã luôn hoạt động trong chúng ta để rồi cho chúng ta không sợ hãi nữa mà kêu lên Abba, Cha ơi. Chúng ta đã được thần khí hoạt động trong chúng ta, đó là món quà mà Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô chết và sống lại ban cho chúng ta, nên chúng ta không còn sợ hãi mà sẵn sàng đến với Thiên Chúa để rồi kêu lên Abba, Cha ơi, Cha đã thương con, Cha đã cứu con, Cha luôn hoạt động trong con, Cha ban sức mình cho con để con có thể sống được lần truyền mà Đức Giêsu đã truyền dạy, là mến Chúa hết lòng và yêu thương tha nhân như chính bản thân của mình. Ước mơ làm môn mọi người trên nhân loại này làm môn đệ của Chúa là ước mơ của Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu cũng ước mơ mọi người chúng ta. Chúng ta đã được làm con của Chúa trong phép rửa của Cha, Con và Thánh Thần. Nhưng phép rửa ấy được thực hiện cho những người khác, cho muôn dân, thì vẫn là ước mơ của Chúa Giêsu. Mọi người chúng ta cầu nguyện cho nhau và cầu nguyện cho chính mình, để chính chúng ta luôn luôn nhớ rằng khi chúng ta làm dấu thánh giá, chúng ta đã đi vào trong sự hiệp thông Cha, Con và Thánh Thần. Bởi vì như Đức Benedicto thứ 16, Ngài đã nói, đời Kitô hữu chúng ta trước hết không phải là vì gặp một tư tưởng vĩ đại hay là một quyết định đạo đức, nhưng trước hết và tiên quyết đấy là gặp một biến cố, gặp một con người, Đức Giêsu Kitô, đấng đã chết và sống lại để mở ra cho chúng ta một chân trời mới. Và từ đó định hướng của cuộc đời Kitô hữu chúng ta được mở ra và được sống. Chúng ta xin cho chúng ta trong Chúa Giêsu, chúng ta biết được Cha đã yêu thương chúng ta, biết được Thánh Thần hoạt động trong chúng ta, để dấu vết của ba ngôi Thiên Chúa luôn luôn in hằn trong lời nói, hành động của chúng ta mỗi ngày. Và chúng ta cũng thực hiện ước mơ của Chúa Giêsu là in dấu vết của ba ngôi Thiên Chúa, không những trong vũ trụ này mà trong tâm hồn của mỗi người mà chúng ta gặp gỡ. Trong lòng tin đó, xin mời anh chị em đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin.